Rồi đó đi. Rồi giờ làm sao, có đi học hay là không? Đứng xa ra một xíu. Con đi học đâu? Giờ tới nhà con làm cái gì? Con ở nhà con nhận nghiệp với mẹ. Không đi học là ngu nha, đi bán với số hút bọt trâu nha, giờ không muốn làm sao? Con ngu, con ngồi đi hút bọt hút trâu. Nhìn như ba nè. Giờ làm sao? Con đi hút bọt hút trâu mà ba. Nha. Ngày mai ba chở vô con dùng bò, con hút cái bò giống nha. Dạ. Hút hoài luôn nha. Đúng không? Không đi học đúng không? Giờ hút cái bò đúng không? Ở nhà làm gì? Ở nhà hút heo. Con mua con heo, con làm nó ẻ. Con cho nó ẻ, con mua đất cho nó. Rồi sao nữa? Con á. Cho nó ăn cơm. Cho nó ăn cám. Cho nó đi ngủ trong giường của con. Rồi sao nữa? Con á, giờ con buồn đi học lắm, con cũng dẹo đi học. Ở nhà không có heo đúng không? Rồi ăn cứ heo luôn nha. Dạ. Giờ ngày mai ba chở xuống trong cái trong ruộng rồi có nó bò rồi nọ chăn bò nuôi bò ở dưới luôn nha, dọn đồ xuống dưới luôn nha. Dạ. Rồi ở dưới một mình nha, ở dưới con bò nha. Nha. Dạ. Nha. Người bán đi đâu à? Người bán cước bò, cước heo gì nọ. Rồi ăn cái gì? Ăn cước bò luôn. Rồi ngủ với con bò luôn. Dạ. Rồi đi một mình nha. Không đi thấy ai nha, nhà không ai đi chung đâu nha. Dạ. Rồi về kêu má dọn đồ đi, ba chở đi xuống dưới luôn. Không. Chiều sáng nó con mới đi. Trời sáng đúng không? Một rồi đi bây giờ, hai trời sáng đi học. Bây giờ chọn đi, đi bây giờ đi trời sáng. Mẹ trời sáng con mới đi vô ruộng được. Một là đi bây giờ, dọn đồ đi bây giờ. Hai là sáng mai đi học. Con đi vô ruộng. Con mẹ nó đi ngủ rồi. Vô ngủ chung với nó. Ba. Bây giờ sao? Con buồn quá. Làm gì buồn? Con ở nhà. Con giận đồ với mẹ. Không cần. Ở nhà không ai cần, không ai chơi, không ai cần con dọn đâu. Bây giờ con đòi đi hốt cái bò hốt cái heo đúng không? Đúng không? Nhìn ba ơi. Đúng không? Đúng không? Bây giờ đi hút bò cứ heo đúng không? Rồi, tư rồi. Không, ba. Con nói nè. Con buồn mẹ con rồi. Bây giờ con buồn đúng không? Ba qua ba dọn đồ cho con. Ba chở con xuống giường bò, ngủ với con bò. Đúng không?